Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nước sông Hồng dâng cao kinh hoàng, vượt báo động 3, dân hoảng loạn chạy lũ xuyên đêm. Ghi nhận từ báo Dân Chí, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với điều tiết xả lũ của các hồ chứa phía thượng nguồn khiến lũ trên sông Hồng lên nhanh, nhiều tuyến đường và nhà dân tại thành phố Yên Bái bị ngập sâu. Đêm mùng 8 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa kéo dài và các thủy điện ở thượng nguồn đồng loạt xả lũ, nên đến 22 giờ ngày mùng 8 tháng 9, nước trên sông Hồng tại Yên Bái đã trên báo động 3, dâng ngập một số tuyến đường trên địa bàn các phường Hồng Hà, Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Nước dâng cao đã ngập vào nhà các hộ dân và ngay trong đêm, các lực lượng công an, quân đội đã hỗ trợ cùng người dân sơ tán người già, trẻ nhỏ và di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, các lực lượng chức năng đã chốt chặn, căng dây cảnh báo không cho người và các phương tiện qua lại trên các tuyến đường bị ngập sâu. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Hồng tiếp tục lên, lũ trên Ngòi Thia tiếp tục dao động ở mức cao. Trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên sông Hồng khả năng đạt đỉnh ở mức 34m, trên báo động 3, 2m. Lũ trên sông Ngòi Thia dao động ở mức cao. Hiện nay, trên sông Hồng chảy qua Yên Bái, lũ đang dâng nhanh. Mực nước lúc 21 giờ ngày mùng 8 tháng 9 là 32,98m, trên báo động 3. Trên sông Ngòi Thia, lũ đang dao động ở mức cao. Mực nước lúc 21 giờ ngày mùng 8 tháng 9 là 45,63m, trên báo động 2. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị nhân dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực trong tỉnh, đặc biệt tại các huyện như Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái. Cũng trong chiều và tối ngày 8 tháng 9, tại các vùng trũng thấp của các địa phương như Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái xảy ra ngập úng. Cảnh báo tím lan rộng các tỉnh phía Bắc sau bão Yagi. Ghi nhận từ báo VN Express, sau bão Yagi, mưa lớn kéo dài gây nguy cơ lũ quét và kích hoạt sạt lở đất ở hầu hết tỉnh miền núi phía Bắc và Thanh Hóa. Theo ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến tối ngày 8 tháng 9, 17 tỉnh phía Bắc bị đặt trong diện cảnh báo lũ quét và sạt lở. Số khu vực thuộc diện cảnh báo tím, rủi ro cấp 5, mức thảm họa liên tục tăng kể từ khi bão đổ bộ vào sáng ngày 7 tháng 9. Một số nơi ở cấp 4 đỏ hoặc 3 cam. Lũ quét và sạt lở thường diễn ra theo các giai đoạn kế tiếp nhau. Mưa lớn đổ xuống, nước từ sườn dốc tràn vào sông suối, gây xói mòn và sạt lở, cuốn trôi vật liệu, lấp các khu vực trũng thấp. Những hiện tượng này thường xảy ra khi lượng mưa lớn làm mất ổn định địa hình dốc. Trong 24 giờ qua, từ 20 giờ ngày 7 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9, nhiều tỉnh Bắc Bộ ghi nhận lượng mưa rất lớn, vượt 400mm tại một số nơi như Bú Sảnh 417mm Sơn La, Vạn Mai 343mm Hòa Bình, Nậm Xây 2 383mm Lào Cai, Tà Si Láng 425mm Yên Bái. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần đạt trạng thái bão hòa trên 85%, không thể giữ thêm nước, trong khi mưa vẫn kéo dài những ngày tới. Đến nay, cơ quan chức năng đã ghi nhận 24 người tử vong do bão Yagi, trong đó 12 người bị sạt lở vùi lấp, 3 người bị cuốn trôi, còn lại do bão. Dự báo, từ nay đến ngày 9 tháng 9, Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to, phổ biến từ 80 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Vùng núi Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có lượng mưa nhỏ hơn, dao động từ 40 đến 80mm, cục bộ trên 150mm. Mưa kéo dài đến mùng 10 tháng 9 với lượng mưa dự kiến giảm dần. Tây Bắc Bộ trong khoảng 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Đông Bắc Bộ phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 120mm. Bên cạnh đó, trong 1 đến 2 ngày tới, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái và sông Hoàng Long tại Bến Đế trên báo động 3, mức cao nhất, trong khi sông Lục Nam tại Lục Nam đạt báo động 3.
Trong 2 ngày tới, các sông khác ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa cũng sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Sơn La lên mức báo động 2 đến 3. Có sông trên báo động 3. Đỉnh lũ ở sông Cầu, sông Thương, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã, Thanh Hóa, tại Lý Nhân Mã lên mức báo động 1, 2, có nơi vượt mức báo động 2. Nguy cơ cao ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa và Hà Nội. Vùng núi có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc. Theo cảnh báo, về cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, thời gian mưa càng kéo dài, mức độ rủi ro càng cao, đặc biệt tại khu vực Trung Du miền núi. Nghiên cứu về lũ quét, sạt lở đất giai đoạn 2018-2019 công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên cho thấy, khi lượng mưa trong ngày vượt 100mm hoặc tích lũy cả đợt vượt 150mm, lũ quét và sạt lở có thể xảy ra tại một số địa hình xung yếu. 2 ngày qua, nhiều tỉnh thành ở vùng núi phía Bắc đã có lượng mưa vượt ngưỡng này, cho thấy nguy cơ rất cao. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trung bình mỗi năm vùng núi phía Bắc xảy ra khoảng 30 trận lũ quét. Năm 2008 ghi nhận số vụ kỷ lục tới 69 trận. Lũ quét xảy ra ở cả những vùng vốn ít mưa có dòng chảy nhỏ như Nâm Mức, Điện Biên. Thống kê của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai giai đoạn 2007-2017 nêu số người chết hoặc mất tích do lũ quét sạt lở đất chiếm 10,1% tổng thiệt hại về người do thiên tai. Trong 15 tỉnh miền núi phía Bắc, sạt lở đất là nhiều nhất với 920 điểm nguy cơ, tiếp theo là lũ quét 450 điểm và sạt lở bờ sông 383 điểm. Trong đó, số liệu sạt lở trong 10 năm cho thấy Hà Giang có hơn 9.700 hộ dân thường xuyên đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở, cao nhất khu vực. Tiếp theo là Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, khoảng 7.000 hộ. Ba tỉnh từng ghi nhận số người tử vong nhiều nhất do lũ quét sạt lở là Yên Bái 131, Hà Giang 124 và Thái Nguyên 110. Trước nguy cơ lớn, ông Hoàng Văn Đại khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, đặc biệt là các tin cảnh báo mưa lớn, lũ quét. Người dân cần liên tục quan sát các dấu hiệu bất thường như nứt tường nhà, nứt sườn đồi quanh khu vực sinh sống. Đặc biệt, hạn chế di chuyển gần bờ sông suối, nơi nguy cơ sạt lở cao. Nếu nghe thấy tiếng động lớn, phải nhanh chóng tìm nơi an toàn để tránh lũ quét hoặc sạt lở. Người dân đang ở khu vực được khuyến cáo lũ quét, sạt lở, hạn chế di chuyển khi không cần thiết. Nếu đi trên các tuyến đường quốc lộ, cần quan sát dấu hiệu như nứt, sạt hoặc nước chảy từ các sườn đồi. Trường hợp đi qua ngầm tràn, suối dốc, cần cảnh giác với lũ quét bất ngờ từ thượng nguồn sau mưa lớn. Dự báo hai cơn bão gần Biển Đông sau bão số 3 Yagi. Báo Lao động cho biết theo dự báo bão mới nhất, có khả năng xuất hiện thêm hai cơn bão mới gần Biển Đông sau siêu bão số 3 Yagi. Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa, quốc gia này có thể hứng chịu thêm hai cơn bão nhiệt đới trong tháng 9 sau khi siêu bão số 3 Yagi vừa gây thiệt hại vào giữa tuần trước. Ngày 7 tháng 9, Pagasa thông báo đang theo dõi một vùng áp thấp gần khu vực dự báo của Philippines, PAR, với khả năng phát triển thành bão trong tuần tới. Tuy nhiên, xác suất này không cao. Vùng áp thấp có thể làm gia tăng gió mùa Tây Nam, gây mưa lớn trên toàn khu vực Luzon, đặc biệt ở Metro Manila và phía tây hòn đảo. Chuyên gia khí tượng Anna Clarenzoda của Pagasa cho biết, một vùng nhiễu động thứ hai có khả năng mạnh lên thành áp thấp trong những ngày tới, nhưng hiện vẫn còn ở xa khu vực PAR. Bà dự báo áp thấp này có thể phát triển thành bão nhiệt đới vào giữa tháng 9 và di chuyển vào PAR. Dù không dự kiến đổ bộ vào đất liền nhưng sẽ làm tăng cường gió mùa Tây Nam. Pagasa dự đoán nếu hai cơn bão nhiệt đới hình thành, chúng sẽ được đặt tên là Fedi và Gina. Bão Yagi đã ảnh hưởng tới 2,1 triệu người Philippines, khiến 13 người thiệt mạng. Tổng chi phí hỗ trợ nhân đạo đã đạt 102,5 triệu peso, tương đương 1,8 triệu đô la.
với quỹ dự phòng còn 134,6 triệu peso, tương đương 2,4 triệu đô la. Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển đã đề nghị cấp thêm 875 triệu peso, tương đương 15,5 triệu đô la để bổ sung quỹ ứng phó nhanh. Bão Yagi đã ảnh hưởng đến 547.000 gia đình trên khắp cả nước. Trong lúc này, người dân Philippines vẫn đang khắc phục hậu quả do bão Yagi gây ra. Số người thiệt mạng do cơn bão này đã lên tới 16 người, hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng. Dữ liệu của chính phủ Philippines cho thấy thiệt hại về cơ sở hạ tầng lên tới 63 triệu peso và thiệt hại về nông nghiệp hơn 1 triệu peso đã được báo cáo. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!